thân mến, trĩ là một bệnh lý khá phổ biến có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt là những người làm việc văn phòng thì cái tỷ lệ bị trĩ rất là cao. Trong đó thì phụ nữ mắc trĩ nhiều hơn nam giới, chiếm khoảng 61%. Trĩ được xem là một căn bệnh quái ác, nếu như không được điều trị kịp thời và đúng phương pháp sẽ gây ra những các biến chứng vô cùng nguy hiểm như là mất nhiều máu, nhiễm trùng máu, thậm chí là ung thư hậu môn. Để giúp khán giả hiểu rõ hơn về cái nguyên nhân triệu chứng cũng như phương pháp điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ hiện nay thì Bích Ngọc xin chân thành giới thiệu khách mời đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Mạnh Trí, trưởng khoa ngoại sản liên chuyên khoa của bệnh viện Hoàn Mỹ Aito Đồng Nai. Rất vui mừng được chào đón bác sĩ Trí đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào MC Bích Ngọc và quý vị khán giả đang xem chương trình. Tôi rất hân hạnh, rất vui và hân hạnh được tham gia chương trình giáo dục sức khỏe cùng với quý vị khán giả. Bệnh trĩ như là một cái bệnh mà phổ biến và thường gặp, và trong số chúng ta ai cũng có thể mắc căn bệnh này. Bệnh trĩ là một cái bệnh mà gây rất là nhiều lo âu và phiền toái cho chúng ta. Chính vì vậy hôm nay tôi muốn cùng với quý vị khán giả để chia sẻ những kiến thức mà cơ bản về bệnh trĩ nhằm giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn để mà có cách phòng ngừa, chẩn đoán sớm và điều trị đúng về căn bệnh này để nhằm để tránh những cái hậu quả của nó gây ra của nó. Dạ vâng. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn bác sĩ Trí đã nhận lời mời và đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình xin gửi đến bác sĩ Trí. Xin bác sĩ cho biết là bệnh trĩ là bệnh như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết rằng cái bệnh trĩ đó là một cái bệnh mà do sự giãn nở các hệ thống mạch máu ở vùng hậu môn. Ở vùng hậu môn của chúng ta thì nó có hai hệ thống tĩnh mạch, đó là tĩnh mạch trĩ trên và tĩnh mạch trĩ dưới. Hai hệ thống tĩnh mạch này nó được ngăn cách bởi một cái đường lược ở trong vùng hậu môn. Thì khi mà cái búi tĩnh mạch trĩ trên nó phồng giãn nở ra thì nó tạo thành là trĩ nội, và khi mà cái búi tĩnh mạch ở dưới nó phồng giãn nở ra nó tạo nên là trĩ ngoài. Và một khi mà hai cái trĩ này nó thông thương với nhau thì nó làm tạo nên là trĩ hỗn hợp. Và riêng cái búi tĩnh mạch trĩ trên nó giãn nở ra tùy theo mức độ, và mình có thể chia ra nó làm thành 4 độ. Mỗi độ nó có để giúp ích cho cái sau này cái hướng điều trị cũng là sẽ khác nhau. Nếu đối với trĩ độ 1 thì chỉ phát hiện tình cờ qua nội soi hoặc là khi có biến chứng là đi cầu ra máu. Trĩ nội độ 2 khi chúng ta đi cầu đi về đại tiện đó thì trĩ nó lòi ra, sau đó là nó tự thụt vào. Trĩ nội độ 3 thì đi cầu xong thì chúng ta phải đẩy trĩ nó vào mới vào, và trĩ nội độ 4 là luôn luôn nằm ở ngoài. Như chị Bích Ngọc biết rằng là cái nguyên nhân và các yếu tố của bệnh trĩ thì cũng là rất nhiều, nhưng mà thông thường gặp nhiều nhất đó là cái thứ nhất là táo bón kéo dài, hoặc là những người mà bị viêm đại tràng đi đại tiện rất nhiều lần trong ngày. Tất cả những cái yếu tố đó là làm cho cái tĩnh mạch trĩ nó bị giãn nở xa ra ngoài. Cái nguyên nhân thứ hai là những mình ngồi nhiều, mà cái này là một cái nhất là những cái người làm ở văn phòng ngồi rất nhiều, khối văn phòng như thư ký này, rồi những người ngồi như thợ may này, tài xế này, đó là những người mà ngồi liên tục một thời gian rất là dài thì nó làm cho ứ trệ cái vùng ở dưới hậu môn, thì nó dẫn đến là cái bệnh trĩ. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là những người mà lao động nặng và những người đứng nhiều, rồi những người mà sau sinh nở mỗi cứ qua mỗi lần sinh nở thì cái trĩ nó lớn dần và nó hình thành lên, thành ra đó là cũng là chính một trong những cái mà phụ nữ thường hay gặp nhiều nhất. Ngoài ra những nguyên nhân khác cũng có thể gặp ở gây nên bệnh trĩ, đó là những cái trường hợp mà viêm nhiễm cái vùng hậu môn hoặc là những u bướu cái vùng hậu môn trực tràng. Và còn có một cái nguyên nhân mà mình đây cũng rất là thường gặp, đó là do cái suy nghĩ của chúng ta rằng là mỗi lần đi đại tiện xong cứ ngồi ở trên cầu cố gắng đi hết phân, nhưng cái đó là không phải là một cách tốt nhất, tại vì khi mình ngồi rằng lâu như vậy dần dần nó sẽ hình thành cái bệnh trĩ. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái tỷ lệ của cái bệnh trĩ của đối với phụ nữ nhiều hơn nam giới, vậy thì cái lý do gì mà khiến cho phụ nữ lại bị bệnh trĩ nhiều hơn nam giới như vậy ạ, thưa bác sĩ? Ở Việt Nam của chúng ta thông thường làm cái khối văn phòng rất là nhiều, nhất là những cái thư ký, thợ may, rồi những cái mà công việc người ta làm đầu tư rất là nhiều, thành ra là khi ngồi liên tục quên cả
việc đi đứng, đi lại hoặc là đi vệ sinh hay là ngồi liên tục trong một thời gian dài như vậy. Thêm nữa là phụ nữ qua mỗi lần sinh, mỗi lần mang thai thì cái trĩ nó hình thành, và qua lần những lần mang thai sau thì cái trĩ hình thành rất rõ hơn, thành ra là tỷ lệ của phụ nữ nó cao hơn nam giới là nó vậy. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, thì cái triệu chứng của bệnh trĩ nó biểu hiện như thế nào ạ? Cái triệu chứng bệnh trĩ ở giai đoạn đầu thì thường cũng rất mơ hồ. Thông thường là người ta cảm giác nặng ở vùng hậu môn, rồi sau đó là có những cái triệu chứng khác, đó là viêm nhiễm, ngứa cái vùng hậu môn. Rồi sau đến ở một cái giai đoạn sau đi nữa, trĩ bắt đầu lớn dần rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng là đi đại tiện xong thì người ta thấy có một cái khối tụt thò ở vùng hậu môn. Rồi cuối cùng là cái khối đó sau khi đi cầu, đi đại tiện xong đẩy thì nó mới vào. Rồi đẩy mới vào, nó hình thành rõ các triệu chứng như vậy. Rồi cuối cùng nữa là các biến chứng của trĩ gây ra, chẳng hạn như là chảy máu khi đại tiện xong, và cái đi cầu ra máu. Và thì đối với những cái bệnh trĩ thì sau khi mà mình đi đại tiện xong thì nó tự cầm. Rồi cuối cùng nữa là những biến chứng khác là thuyên tắc, nó cũng gây đau đớn. Đó là những cái triệu chứng của trĩ. Một câu hỏi rất là nhiều người quan tâm, đó là trong cái trường hợp nào thì những người mắc bệnh trĩ cần phải đi tầm soát sớm để được can thiệp sớm ạ, thưa bác sĩ? Đối với những cái bệnh trĩ mà khi mà có cái triệu chứng là nặng ở vùng hậu môn, hoặc là viêm nhiễm, hoặc là nhất là đi đại tiện mà ra máu, thì ngoài cái trĩ ra, đi đại tiện ra máu ra, chúng ta cần phải loại bỏ một cái cực kỳ quan trọng, đó là vùng u bướu của cái vùng hậu môn trực tràng. Thành ra là đối với những cái bệnh trĩ mình nên tầm soát sớm thì mình sẽ có những hướng điều trị sớm, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và đỡ phải đau đớn và đỡ và chi phí hơn cho mình. Dạ, xin hỏi bác sĩ là cái bệnh trĩ này nó có gây ra biến chứng không ạ? Và những cái biến chứng thường gặp thường là những như thế nào? Cái những cái biến chứng của bệnh trĩ thông thường nhất đó là do nó viêm nhiễm gây khó chịu cái vùng hậu môn. Cái thứ hai nữa là do trĩ lâu ngày nó sẽ nó làm cho khi đại tiện của mình nó đi cầu ra máu, thì mất máu ở trong cái trĩ mỗi lần như vậy nó không có nhiều. Tuy nhiên cái việc mà đại tiện của chúng ta nó diễn ra ngày nào cũng diễn ra như vậy, trong một thời gian dài nó làm cho chúng ta là bị thiếu máu mãn tính. Cái thứ hai nữa là cái biến chứng cũng cực kỳ quan trọng, đó là nó thuyên tắc, hoặc là khi cái buổi trị xa ra bên ngoài nó bị sa nghẹt, nó làm cho bị lở loét, bị viêm nhiễm, rồi đau rất là dữ dội, và có thể là sau này có những cái biến chứng khác, tạo nên những biến chứng khác là tạo nên áp xe hậu môn, rò hậu môn, hay là nó bị teo hẹp của hậu môn ở sau này. Dạ vâng. Như vậy là để hạn chế những các biến chứng có thể xảy ra, thì ngay khi có các cái dấu hiệu như là đau ở vùng hậu môn, hoặc là có những cái triệu chứng bất thường khác, thì bệnh nhân cần phải đến ngay các cái cơ sở y tế để được các bác sĩ mà thăm khám, hoặc là có những các cái can thiệp kịp thời. Nếu như can thiệp sớm thì sẽ hạn chế được biến chứng và cái chi phí điều trị cũng thấp hơn, phải không bác sĩ? Như có một cái khán giả cũng muốn hỏi bác sĩ là khi mà bị bệnh trĩ thì có quan hệ tình dục được không? Và khi mà quan hệ tình dục thì nó có bị lây hay không ạ? Xin bác sĩ chia sẻ. Cái thứ nhất là bây giờ đối với những cái bệnh trĩ là do sự giãn nở của hệ thống tĩnh mạch của vùng cái hậu môn. Thành ra là đây là một cái bệnh không phải là do vi trùng, virus, hay là do ký sinh trùng, cũng hay là do nhiễm nấm. Cho đó là đây là một cái căn bệnh mà không lây nhiễm. Khẳng định rằng là một cái căn bệnh không lây nhiễm. Và nó cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện là chúng ta quan hệ tình dục một cách lành mạnh. Đó là trong trường hợp lành mạnh. Đối với những cái trường hợp mà quan hệ tình dục qua đường hậu môn cần phải tránh, tại vì nó sẽ gây viêm nhiễm và nó gây xuất huyết ở cái vùng này. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, thì có người chia sẻ rằng là họ sợ nhất là khi ngồi. Bởi vì khi mà có việc bắt buộc phải ngồi ấy, thì họ cảm giác như giống như là ngồi trên cái bụi gai vậy đấy, rất là đau đớn. Đối với trường hợp này thì là đã ở giai đoạn nặng chưa bác sĩ? Trĩ thì nó là do cái sự giãn nở ra, giãn nở cái búi búi trĩ quá mức. Và khi chúng ta ngồi thì đó là nơi mà giống như một cái áp lực mà thấp nhất, nơi cái áp lực nó tăng rất là cao. Thành ra đối với những trường hợp mà trĩ nặng, cái này nó nằm ở giai đoạn là trĩ nặng. Thành ra khi ngồi thì cái áp lực thấp nhất như vậy là búi trĩ nó phồng ra, làm cho căng tức,
thậm chí một số người người ta ngồi như vậy, người ta phải kiếm những cái tấm thảm mà mềm với mỏng đó để ngồi cho dễ chịu. Thực ra rất là khó chịu những trường hợp này. Trường hợp đấy là đã nặng giai đoạn nặng rồi, giai đoạn nặng. Dạ vâng. Tức là do cái mũi chĩ nằm ở cái vị trí rất là nhạy cảm, thành ra là có nhiều người rất là e ngại và ngại đi thăm khám ấy. Cho đến khi mà cái mũi chĩ nó đã phát triển lớn rồi, cọ sát nhiều, gây chảy máu, gây đau đớn rồi mới đi thăm khám. Thì đối với những trường hợp này á, thì khi mà điều trị thì có gặp khó khăn gì không ạ thưa bác sĩ? Đối với những trường hợp mà trị như vậy, nó đã đến ở giai đoạn muộn, thành ra là nó đã có biến chứng. Cái thứ nhất là nó đã gây ra viêm loét hoại tử hoặc là sa nghẹt, thành ra nó mới gây ra là bị thuyên tắc hoại tử, chảy máu và đau đớn rất là nhiều. Đối với những trường hợp này thì khi phẫu thuật nó cũng là nó sẽ khó khăn hơn, và thời gian điều trị cũng như, giống như là thời gian phục hồi căn bệnh sau mổ đó, vẫn chậm hơn so với là kéo dài hơn so với những trường hợp khác. Và quan trọng hơn hết là để lại những cái di chứng và biến chứng, ví dụ như tạo thành ra những cái áp xe, biến chứng là rò hormôn, hoặc là những cái teo hoại hormôn sau này cũng là rất cao hơn so với những cái trường hợp mà mình điều trị sớm. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, thì cái hiện nay thì cái phương pháp điều trị bệnh trĩ mình sử dụng gồm những phương pháp gì, và mỗi phương pháp thì nó có những cái ưu điểm gì, xin bác sĩ chia sẻ cho quý khán giả được biết được không ạ? Điều trị trĩ thì nó tùy theo ở mức độ và tùy theo ở giai đoạn của mình sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Nếu như mà trĩ nằm ở giai đoạn trĩ nội độ 1, độ 2 thôi, thì chúng ta có thể là điều trị bảo tồn nội khoa bằng cách là cải thiện chế độ ăn, rồi cải thiện là chế độ sinh hoạt, hạn chế rượu bia, cộng thêm là mình uống thuốc thì nó sẽ giảm. Trong trường hợp mà trĩ lớn hoặc là có những cái biến chứng thì là mình đã chuyển qua ở giai đoạn là ngoại khoa, tức là phẫu thuật. Đối với phẫu thuật á, thì nó cũng có rất là nhiều phương pháp. Thì phương pháp hiện tại bây giờ mà vẫn được nhiều bệnh viện và trên thế giới công nhận nhất, đó là phương pháp một là phương pháp mổ cổ điển, đó là cắt trĩ theo từng búi. Nó hay áp dụng cho những trường hợp mà trĩ nó bị sa nghẹt ra ngoài hoặc là nó đau đớn nhiều, thì đối với phương pháp này nó sẽ đau hơn. Hiện tại bây giờ nó có một phương pháp mổ là phương pháp mổ bằng phương pháp longo, đó là người ta sử dụng cái súng longo, và cái này là cắt theo vòng tròn. Mục tiêu cái cắt cái trĩ này là nó khâu cắt lên và khâu treo cái trĩ lên, và lại cho những cái búi trĩ dần dần teo về trở về bình thường. Đây là một phương pháp mà nó nhẹ nhàng, ít đau, trở lại hoạt động và sinh hoạt nó sớm hơn, tốt hơn và ít để lại những cái di chứng hơn. Dạ, như bác sĩ vừa chia sẻ thì hiện nay là có những cái phương pháp điều trị bệnh trĩ không cần phẫu thuật là giúp cho bệnh nhân là ít đau đớn này, giúp ngắn cái thời gian điều trị này và giảm được cái chi phí điều trị rất là nhiều. Và vậy thì trong cái trường hợp nào thì được chỉ định là sử dụng cái phương pháp điều trị không cần phẫu thuật ạ, hay là tất cả các cái bệnh nhân bị bệnh trĩ là được áp dụng cái phương pháp này ạ thưa bác sĩ? Trĩ nó nằm ở giai đoạn sớm thì chúng ta có thể là điều trị bảo tồn nội khoa bằng chế độ ăn uống và dùng thuốc. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà có một số trường hợp là trĩ độ 1, độ 2 thì chúng ta cũng có thể sử dụng các phương pháp khác, đó là phương pháp là thắt dây thun hoặc là chích sơ. Thì những cái đó là mình chỉ sử dụng cho những cái trĩ búi nhẹ thôi, thì bệnh nhân là nó sẽ ít đau đớn và đỡ chi phí hơn. Còn khi mà bệnh nhân đã chuyển qua độ 3, độ 4 hoặc là có những cái biến chứng rồi đó, thì cái phẫu thuật buộc phải can thiệp ngoại khoa, chứ không thể nào điều trị bảo tồn theo cái phương pháp không đau được. Vậy thì có người cho rằng là nếu như bị bệnh trĩ nhẹ thì có thể điều trị tại nhà được. Bác sĩ có thể cho khán giả cái lời khuyên về vấn đề này không ạ? Đối với con người của chúng ta, hầu hết đa phần ai cũng có thể có bị bệnh trĩ. Có thể ngay bản thân của chị Bích Ngọc với là tôi cũng có thể bệnh trĩ ngay, nhưng mà có thể là ở giai đoạn này mình rất nhẹ nhưng mà mình cũng không biết. Thành ra đối với những trường hợp như vậy thì mình chỉ có cải thiện chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt của mình, hạn chế lại những các nguyên nhân mà giống như tôi đã trình bày hồi nãy, đó là những nguyên nhân mà làm cho có thể là gây ra bệnh trĩ. Ví dụ như cải thiện mình ngồi nhiều quá thì mình ngồi khoảng chừng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, mình đi tới đi lui, không được quá, đừng ngồi quá lâu. Rồi cải thiện là đừng có đi vệ sinh quá lâu, đừng có để táo bón, đừng có để tất cả những cái viêm nhiễm vùng hậu môn trực tràng mình phải điều trị ngay, đừng có để nó diễn tiến kéo dài. Tuy nhiên tất cả những cái mà mình muốn điều trị tại nhà
thì mình cũng phải được thăm khám và được có sự hướng dẫn và tư vấn của điều trị của bác sĩ. Cho mình không thể nào mà tự tiện mà mua thuốc hay là mình bôi thuốc, cái hậu quả rất lớn, nó gây với viêm lở loét và sau này cái hẹp hậu môn đó là một cái mà rất khó chịu cho mình sau này mỗi lần đi đại tiện. Dạ thưa bác sĩ, nếu như bệnh trĩ nhẹ thì nó có thể tự khỏi được không ạ? Bệnh trĩ nhẹ thì mình cải thiện chế độ ăn uống và này nó là tự khỏi được. À dạ vâng ạ. À, thưa bác sĩ, táo bón được xem là một trong những nguyên nhân mà gây cho bệnh trĩ. Do đó là có rất nhiều gia đình là có dự trữ cái lá phan tả diệp. Cái lá phan tả diệp này thì đã phơi khô rồi. Thì khi mà trong gia đình có người bị táo bón, người ta sẽ nấu nước loãng ấy, để cho người bị táo bón uống để chống táo bón với lại để phòng ngừa bệnh trĩ. Thì bác sĩ có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Cây phan tả diệp á, thì tôi cũng đã trao đổi cùng với một cái bác sĩ ở trong y học cổ truyền, thì bác sĩ cũng đã cho biết rằng cây phan tả diệp này là điều trị táo bón rất là tốt. À, nhưng mà bản thân cái cây phan tả diệp không phải là điều trị bệnh trĩ. Tuy nhiên như chúng ta đã hồi nãy là cũng trả vậy là bệnh trĩ được gây ra do là vì táo bón kéo dài trong một thời gian kéo dài, thì vô tình hình dung chung thì người ta điều trị cái táo bón đó thì nó là giải quyết được cái bệnh trĩ. Nhưng mà cũng nhắc chính xác rằng là cây phan tả diệp không phải là để điều trị bệnh trĩ mà chỉ có là điều trị phần cái táo bón thôi. À, thưa bác sĩ, được biết thì thời gian vừa qua có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh trĩ đến khám và điều trị tại bệnh viện Hoàng Mỹ Eto Đồng Nai, và xin bác sĩ cho biết đó là hiện nay thì có cái tiến bộ mới nào trong cái điều trị bệnh trĩ hay không, và bệnh viện Hoàng Mỹ Eto Đồng Nai có cái chương trình gì để mà hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị bệnh trĩ không ạ? Hiện tại ở bệnh viện Hoàng Mỹ Eto thì đang phẫu thuật rất là nhiều đối với những trường hợp mà trĩ nặng cho bệnh nhân, và phương pháp ở tại bệnh viện chúng tôi được áp dụng hầu hết đó là phương pháp mổ theo phương pháp Nongo. Đó là phương pháp mà nhẹ nhàng, bệnh nhân ít đau, phù hợp với sinh lý con người của mình và trở lại hoạt động sớm hơn. Đó là một phương pháp mà được các bệnh viện cũng như là trên thế giới công nhận và cũng đã áp dụng rất là rộng rãi. Và hiện tại ở bệnh viện Hoàng Mỹ Eto đang áp dụng cái chương trình là khuyến mãi cho những bệnh nhân mà phẫu thuật trĩ là miễn giảm 500.000. À, 500.000, mặc dù con số đó nó cũng không nhiều nhưng nó cũng khuyến khích cho chúng ta mạnh dạn, và nếu mà đúng phẫu thuật thì mình cũng làm để điều trị cho chính xác và giảm thiểu một phần kinh phí trong cái thời buổi kinh tế nó khó khăn. Và cái chương trình đó hiện tại bây giờ là tôi cũng đang tầm soát và coi như là phụ trách cái chương trình đó, và chương trình đó được chạy cho đến kéo dài cho đến 30 tháng 9. Cho kéo dài đến 30 tháng 9 năm nay. Vâng, rất là có lợi cho bệnh nhân phải không ạ? Hỗ trợ được một phần nào chi phí điều trị cho bệnh nhân cũng là một cái điều rất là tốt ạ. Dạ vâng. Trước khi kết thúc chương trình, xin bác sĩ cho biết là cái bệnh trĩ này là có phòng ngừa được không? Và để giúp phòng ngừa bệnh trĩ hiệu quả thì bác sĩ có cái lời khuyên gì giúp cho khán giả được biết ạ? Bệnh trĩ là mình có thể phòng ngừa được. Trước mắt là chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống và ăn nhiều chất xơ, rau củ quả, một cái chế độ mà sinh hoạt lành mạnh, ví dụ mình tập thể dục, rồi hạn chế rượu bia, hạn chế những chất chua cay, rồi thêm vào đó là chúng ta phải cải thiện những nguyên nhân mà có thể xảy ra, ví dụ như chúng ta ngồi nhiều thì chúng ta phải hạn chế bớt, phải có đi tới lui trong quá trình ngồi, đừng cứ ngồi liên tục. Hoặc là táo bón thì mình phải điều trị hàng ngày, làm sao cho đừng có để táo bón và để vệ sinh hàng ngày. Rồi những nguyên nhân khác mà viêm nhiễm mùa hầu môn trực tràng mình phải điều trị ngay, chứ đừng có để nó dẫn tới cái bệnh trĩ thì nó sẽ khó khăn hơn. Dạ, một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn bác sĩ Trí rất là nhiều đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho quý khán giả. Hy vọng là qua chương trình này quý khán giả sẽ có thêm nhiều kiến thức để mà phòng ngừa bệnh trĩ được tốt hơn và tránh được những các cái biến chứng xảy ra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.